Đồ gỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày cuối tháng 8 năm 2021. Đồ gỗ Anh Luân xin trân trọng giới thiệu hai chiếc tủ bày đồ, một chiếc tủ bày đồ cao 2m4, ngang 1m2 và có kính, và một chiếc tủ bày đồ là ngang 1m2, cao 2m bằng chất liệu gỗ hương đỏ Lào. Đây gọi là tủ bày đồ hai mặt như nhau. Ngang 1m2, sâu là 32 phân và cao là 2m bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Lào. Mà thầy Luân đã hoàn thiện xong vali để chuẩn bị bàn giao cho anh khách hàng ở cùng với phố Văn Cao, cùng đồ gỗ Thành Luân, cơ sở 2. Và chiếc tủ rượu bên cạnh này là cũng ngang 1m2 và cao 2m4 của anh khách hàng ở Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng. Chiếc tủ rượu này đã được hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, rất là đỉnh cao. Hai chiếc tủ rượu, một chiếc tủ rượu và một chiếc tủ bày đồ. Bên cạnh này, chiếc tủ rượu bằng gỗ hương đá Nam Phi, Thành Luân bán với một mức giá cực kỳ hợp lý là 24 triệu miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong vòng bán kính 100 km. Và chiếc tủ bày đồ bằng gỗ hương Lào giá bán là 12 triệu. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số máy 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những đoạn video tiếp theo. Hai mẫu tủ rượu rất là đẹp, và các bác nào muốn xem hình ảnh chi tiết rõ nét hơn thì có thể kết bạn với Zalo theo hai số máy mà Thành Luân ghi cho mình đây để em gửi hình ảnh chi tiết rõ nét hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.